Quýnh Nhà xin mến chào quý cô bác anh chị em. Lên ở đầu thì cho Quýnh Nhà gửi lời chào, lời chúc sức khỏe tới tất cả mọi người. Mến chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ, an nhiên và thật là mát bên gia đình bé nhỏ của mình ạ. Cảm ơn mọi người đã quay trở lại với cuộc trò chuyện ngày hôm nay của Quýnh Nhà nhé. Mới vừa đây thì Quýnh Nhà có cập nhật được cái thông tin ngay sau khi tiễn chú Mạnh Quỳnh về lại bên Mỹ. Tuyết Nhung cũng giống như là Thiên Ngân đã đăng tải những cái dòng trạng thái thông báo đến cho tất cả quý cô chú anh chị là vào ngày 30 tháng 4. Các em sẽ ra một cái live show mang tên Cũng Vì Chữ Tình với sự góp mặt tham gia của năm nhân vật vô cùng quen thuộc đối với tất cả chúng ta. Đó chính là Trường Huy, Tuyết Nhung, Trường Sang, Thiên Ngân và Duy Juno. Và hiện tại bây giờ vé cũng được bán cho quý cô chú anh chị. Nếu như quý cô chú anh chị nào yêu thương và muốn ủng hộ cho các em thì chúng ta có thể là liên hệ với số điện thoại của phía bên ban tổ chức chương trình. Và vừa qua cái live show cuối cùng của chú Mạnh Quỳnh tại phòng trà Đồng Dao đó quý cô chú chị, thì cũng đã có rất là nhiều quý vị khán giả yêu thương đã đến và ủng hộ. Đặc biệt hơn nữa là trong cái ngày 16 tháng 4 đó chính là sinh nhật của Thiên Ngân. Và quý vị khán giả đã dành cho em những cái món quà rất là ý nghĩa về mặt vật chất cũng giống như là tinh thần. Thì có một số người người ta lên tiếng, người ta nói rằng đó là vàng giả rồi này nọ các kiểu. Nhưng mà Quýnh Nhà nghĩ như thế này, cuộc sống đó quý cô chú anh chị, mình nhìn thấy người khác được nhiều cái sự yêu thương á thì tỏ ra là khó chịu. Nhưng chung quy tóm lại, cái tình thương của quý vị khán giả dành cho Tuyết Nhung, dành cho Thiên Ngân, nó vẫn luôn đong đầy. Cho dù các bạn không muốn hoặc là các bạn nhìn thấy cái sự yêu thương đó nó nhiều rồi các bạn tỏ vẻ là thế này thế kia, nhưng mà thực chất nó cũng chả làm ảnh hưởng gì hết. Người nói thì người cứ nói, còn các con của cô hai vững vàng thì cứ là vững vàng thôi. Và quý cô chú anh chị em biết không, có nhiều người người thương, người ta thương chú Mạnh Quỳnh á, người ta cũng lên tiếng, người ta nói như thế này: bản thân của chú Mạnh Quỳnh trong cái được đi show về lần này và quay về lại bên Mỹ á, thì mong rằng chú Mạnh Quỳnh hãy nghĩ đến cho cái sức khỏe của mình và cũng hạn chế đi lại, cũng giống như là đi về bên Việt Nam. Và chú Mạnh Quỳnh chỉ cần ở từ xa để có thể là hướng dẫn sáng tác nhạc, cũng giống như là giúp Tuyết Nhung, Thiên Ngân qua điện thoại hay là qua online thôi cũng được. Thì Quýnh Nhà nghĩ như thế này, cái con đường sự nghiệp ca hát đó quý cô chú anh chị, không phải rằng là mình giảng dạy qua online hay là mình giúp cho các em hay là mình trao dồi cái kỹ năng cho các em qua online có nghĩa rằng là sẽ chu toàn được đâu. Đôi lúc rằng là bản thân của chú Mạnh Quỳnh bay từ Mỹ về bên Việt Nam dìu dắt và hỗ trợ cho các em trong suốt một cái khoảng thời gian ngắn vừa qua cũng chưa thể nào để có thể là giúp cho các em vững vàng. Chứ đừng có nói gì mà mình ở xa. Cho nên rằng là bản thân của chú Mạnh Quỳnh cũng biết cân nhắc được cái tình trạng sức khỏe của mình, cái công việc, cái thời gian của mình để có thể là giúp đỡ cho các con của cô hai. Và đơn giản Quýnh Nhà nghĩ như thế này, đôi lúc bác sĩ khuyên chú Mạnh Quỳnh là không nên đi xa và cũng không nên vận động quá nhiều, cũng không nên hát quá nhiều, đi show quá nhiều, thức đêm quá nhiều. Nhưng nếu như chú Mạnh Quỳnh biết điều tiết được những cái điều đó và chú Mạnh Quỳnh vẫn bay đi bay về giữa Mỹ và Việt Nam để giúp đỡ cho các con của cô hai, thì Quýnh Nhà nghĩ rằng là với một cái phong thái thoải mái, không có áp lực, không có stress, thì đảm bảo rằng là chú vẫn luôn khỏe mạnh và cống hiến cho nghệ thuật cũng giống như là giúp đỡ cho các con của cô hai được mà, đúng không quý cô chú anh chị? Thực ra để mà nói á, bản thân của Thiên Ngân và Tuyết Nhung á, hiện tại bây giờ rất là cần cái sự hỗ trợ từ chú cũng giống như là chị Diễm. Bởi vì sao ca hát mà quý cô chú anh chị, càng ngày thì cái thế hệ mới nè, người ta sẽ được đưa vào. Và nếu như chúng ta không biết cách để có thể là vận hành thì chúng ta sẽ bị đào thải. Cái đó là cái quy luật rồi. Cho nên các con của cô hai vững vàng đi chậm đi chắc, mà còn phải có được những cái sự dìu dắt, hỗ trợ cũng giống như là chu đáo về mọi mặt để các em có thể là vững vàng.
Và mới vừa đây thì của nhà có nghe được cái thông tin từ phía bên của Tuyết Nhung. Trong đêm hôm mà em ấy đã ghi một cái dòng trạng thái cũng vô cùng là dài. Và của nhà nghĩ rằng là với cái thông điệp này của Tuyết Nhung, chắc có lẽ nhiều quý cô chú anh chị cũng sẽ đồng cảm. Bản thân của Tuyết Nhung là một người nghệ sĩ, là một người muốn nối gót theo cái di nguyện của cô hai, đó chính là vững vàng trên cái con đường sự nghiệp ca hát. Thì không phải vì bất cứ một cái lý do gì có thể là làm ảnh hưởng đến cái tinh thần, cái ý chí của em để theo đuổi cái đam mê của em đâu. Và con người đó quý cô chú anh chị, ai rồi cũng sẽ lớn, ai rồi cũng sẽ trưởng thành, ai rồi cũng sẽ tới lúc dựng vợ gả chồng, đúng không ạ? Cho nên Tuyết Nhung, Thiên Ngân cũng vậy thôi. Các em đã đến tuổi thì chắc chắn rằng các em sẽ phải lấy chồng. Và cái vấn đề lấy chồng này nó cũng chả có ảnh hưởng gì đến cái con đường sự nghiệp ca hát. Và có nhiều quý cô chú anh chị em thì lo xa, cứ lo nghĩ cho Tuyết Nhung. Và cũng có nhiều người ở bên ngoài thì người ta lợi dụng vào cái câu chuyện Tuyết Nhung có người yêu, hay là Tuyết Nhung nghĩ đến cái vấn đề gia đình, rồi có thể là thọt bị gạo, làm cho cái câu chuyện nó rối rem, rồi làm cho nhiều quý cô chú anh chị em mà thương Tuyết Nhung thật sự, người ta cũng suy nghĩ theo cái chiều hướng được gọi là tiêu cực. Quý cô chú anh chị em biết rồi, bản thân của ai cũng vậy, đến cái độ tuổi thì chúng ta cũng sẽ có cái định hướng riêng của bản thân mình. Ai rồi cũng tới lúc muốn có một cái giai đoạn hạnh phúc ấm êm, đúng không quý cô chú anh chị? Cho nên Tuyết Nhung và Thiên Ngân cũng vậy thôi. Bản thân của Tuyết Nhung thì 26, 27 tuổi rồi, chứ cũng đâu còn nhỏ nhắn gì đâu. Cho nên trong thời gian sắp tới, nếu như quý cô chú anh chị em mà có nghe Tuyết Nhung lấy chồng đi chăng nữa thì cái đó cái chuyện nó cũng vui thôi. Mình nên ủng hộ cái tinh thần cho em, cũng giống như là ủng hộ cho cái quyết định của em. Vì lấy chồng thì lấy chồng, nhưng mà mình vẫn chăm lo, mình vẫn lo rèn luyện, cũng giống như là trau dồi cái kỹ năng trên cái con đường sự nghiệp ca hát của mình, thì đảm bảo rằng là em sẽ cân bằng giữa đôi bên. Và tất nhiên đối với Tuyết Nhung, đối với Thiên Ngân thì kể cả Quỳnh Trang cũng giải quyết của chú chị, các em vẫn sẽ luôn cân bằng giữa cái cuộc sống riêng tư và cái con đường sự nghiệp ca hát. Và cũng chả bao giờ có cái lý do gì để các em có thể là bỏ khán giả, bỏ cái đam mê ca hát của mình để có thể là sống an phận, đúng không quý cô chú anh chị? Vì các em còn có đam mê, còn có tương lai, còn có rất là nhiều người thương các em. Cho nên rằng là chúng ta cứ nên ủng hộ các em mọi lúc mọi nơi trong những cái sự kiện, những cái quyết định, cũng giống như là những cái định hướng mà các em đã và đang đi. Chứ còn bây giờ mà quý cô chú anh chị em mà nghe theo những cái chiều hướng tiêu cực thì đảm bảo rằng là chúng ta cũng sẽ bị lung lay cái ý chí liền. Và khi mà lung lay cái ý chí thì các bạn cũng sẽ làm cho Tuyết Nhung, Thiên Ngân hay là Quỳnh Trang cảm thấy rất là áp lực, và các em cũng sẽ tiêu cực theo. Cho nên rằng là ai muốn làm gì làm, ai muốn nói gì nói, cứ làm theo những gì mà mình nghĩ nó là đúng. Mình đi đúng có nghĩa rằng là cái tâm của mình nó tịnh và cái đầu óc của mình nó thoải mái. Và lúc đó thì mình mới làm việc nó thật sự là năng nổ, có hiệu quả nhất. Chứ bây giờ mà mình nghe theo những cái tiêu cực thì đương nhiên rằng là cái cuộc sống của mình nó cũng sẽ bị áp lực theo, rồi bản thân của mình sẽ bị stress, rồi ảnh hưởng đến cái công việc, ảnh hưởng đến những cái chuyện riêng tư, ảnh hưởng đến gia đình. Nói chung là tất cả những cái gì có liên quan đến bản thân của mình nó cũng sẽ đều bị ảnh hưởng cả. Cho nên rằng là cô nhà chỉ mong trong thời gian sắp tới Tuyết Nhung và Thiên Ngân cũng sẽ vững vàng, và các em sẽ có nhiều cái live show hơn nữa. Và trong ngày 30 tháng 4 sắp tới đây thì nếu như quý cô chú anh chị em nào mà yêu thương và muốn ủng hộ cho các em thì chúng ta có thể là liên hệ với số điện thoại ở phía bên ban tổ chức chương trình để có thể là đặt vé. Và nghe cái thông tin rằng là vé chỉ với cái mức giá từ 600 đến 800 nghìn đồng và đã bao gồm nước uống cho tất cả quý vị khán giả rồi. Cho nên rằng là mọi người cứ yên tâm dành chút thời gian đến để ủng hộ cho các em nhé.
Ok, cái đoạn video này của Quý Nhà thì xin kết thúc tại đây. Mình chúc mọi người luôn dồi dào sức khỏe. Và nếu thích cái đoạn video này của Quý Nhà thì các bạn có thể like, subscribe để ủng hộ cho cái kênh của Quý Nhà nhé. Mình chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong những đoạn video tiếp theo ạ. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại ạ.